Rung nha. Ai nó không rung thì nó cũng hơi không đúng đâu. Nghệ sĩ mà càng lâu năm càng đứng nhiều sân khấu thì cái sự đòi hỏi chỉnh chu hoàn hảo lại càng nhiều, cho nên là cái sự hồi hộp sẽ có. Và bản thân Trang có rung. Sợ lúc nhớ lúc quên, dạo này cũng hơi có tuổi, trí nhớ của mình nó cũng có suy giảm nhẹ mọi người ơi. Mong các bạn thông cảm nếu như mình lỡ có vấn đề gì đó trên sân khấu, nó không có hài hòa, nó không có trọn vẹn thì mong các bạn bỏ qua. Chị đẹp Yến Trang, xin hãy bắt đầu phần trình diễn cá nhân. Ngàn sao sáng trên trời cao, mà chưa tôi đã về đây. Lung linh ở trong mắt này, dịu dàng bước đi thất tha, nên bối rối tìm ai rồi. Ồ hay có ai đằng xa, tự nhiên bước theo người ta. Hay đang muốn chơi trách tim, hoặc cho út tim nhất tôi. Phanh biết nhau đâu mà vui. Nè nè chớ có theo làm hấp tấp, bước chân em vội vã lấp vấp ngay. Cuộc ta sẽ tên đau ôi là trên phút biết bao nhiêu người. Đừng đừng có nghe anh xuống rất tích, thế nhưng anh phải đến nói với em một tiếng chăng. Chẳng nên theo vậy đâu, kỳ lắm anh, như thế sao quen được nhau. Xin vui lòng chờ, điểm số đề nghị đang được thống kê. 87. Cảm ơn mọi người ạ, cảm ơn mọi người. Nhảy mà cái đầu như là tổ quà luôn rồi. Xin mời tiến đến vị trí nhóm cố vấn. Đừng đi xuống ở đâu nhảy. Ok, em mời chị ngồi ạ. Dạ, em chào anh Tuấn, chào anh Trung, chị Hà, chào Dennis. Dạ. Hi. Dạ, cho em ngồi tí ạ. Ôi, chắc phải cho em nói trước anh ơi. Cho anh nói một câu thôi, bây giờ chúng anh ta trách gì? Nhau. Anh nói câu chắc chắn sẽ không giống em. Rồi, anh nói anh đã. Không thể tưởng tượng được là bao nhiêu năm rồi, bây giờ Yến Trang vẫn nguyên như vậy, vẫn rực lửa như vậy. Em luôn có một cái suy nghĩ rằng có thể mình sẽ có những cái hạn chế nhất định, nhưng mà cái lửa của mình á, khi mà lên sân khấu truyền cho người đối diện, cái sự yêu nghề, cái sự yêu sân khấu, em nghĩ là chắc là hôm nay em một phần nào đó đã cảm thấy là cái sự cố gắng của mình là đúng như vậy. Bởi vì có thể là sẽ có những cái câu hát của em nó sẽ không được tròn trịa, nhưng mà em nghĩ là cái máu lửa của mình á truyền đến mọi người sẽ phần nào đó quên đi, đúng không ạ? Chị nghĩ rằng là hôm nay Yến Trang đã làm rất tốt ở trên sân khấu. Yếu tố đầu tiên mà mọi người đều muốn xem đó là yếu tố về một tiết mục mang tính giải trí, đậm nét về giải trí. Em nghĩ là cái mà mạnh mẽ nhất và chị cần phải giữ cái năng lượng chị mang lên sân khấu đó, sự là dễ thương và làm cho tất cả. Dạ là chị dễ thương được thôi, chị không quyến rũ được. Vẫn có thể như thế này. Em cảm ơn mọi người, xin chào ạ. Hồi xưa là dắp cục đá, bây giờ là dắp cục hột xoàn. Chị giàu lắm hả chị? Trời ơi, CEO mà không giàu sao được. Trang, năng lượng rồi. Hôm nay năng lượng hơn. Có thể nói là 5 năm Trang mới quay trở lại với lại sân khấu. Trang nghĩ là cái sức hút của sân khấu nó vẫn chưa hề giảm nhiệt một tí xíu nào với bản thân Trang.
ánh đèn và sân khấu hút Trang vào một cách mà Trang không nghĩ là mình có thể diễn năng lượng đến vậy. Có thể là có một đôi chỗ Trang chưa hài lòng lắm, Trang nghĩ là Trang sẽ rút kinh nghiệm để cố gắng hơn. Bởi vì khi mà mình có những cái bài học chưa tốt thì từ đó mình mới hoàn thiện được, chứ lúc nào mình cũng nghĩ là mình làm tốt thì mình không có hoàn thiện bản thân được. 007 Flower hân hạnh đồng hành cùng chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống 2023. Cùng bình chọn chị đẹp được yêu thích nhất, hạng mục hồi sinh từ bây giờ cho đến 23:59 ngày 25 tháng 11, hạng mục trưởng nhóm thành đoàn từ bây giờ cho đến 17:00 ngày 20 tháng 12 trên ứng dụng Hoalala. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Hoalala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10 2023.